Xin chào quý vị trở lại với chương trình của buổi nói chuyện hôm nay và xin chào giáo sư Trần Quang Quyến. Ở đây đó, Thanh Trúc có một người anh đã từng ở chiến trường Afghanistan và bây giờ anh sẽ trở lại Afghanistan. Anh có một câu hỏi để đặt với giáo sư Trần Quang Quyến. Xin mời anh Tùng. Xin chào giáo sư, kính chào chị Thanh Trúc. Thưa giáo sư, cháu đã đi không quân cách đây 22 năm. Và vừa về hưu cách đây được 6 tháng. Nghĩ rằng là mình khi về hưu sẽ ở bên Mỹ, gần gia đình, gần vợ con, gần bạn bè. Nhưng ngược lại bây giờ lại phải ngược đi qua Afghanistan trở lại một lần nữa. Nhưng cháu sẽ nghe nói là những người trán cao hay là hơi thiếu tóc hay là những vấn đề gì đó có thể làm cho mình xa nhà nhiều hay là không biết là cái cuộc sống của mình ngày đêm lúc nào cũng gần bom đạn, thì không biết là cái đời của mình có phải lúc nào cũng phải bên bom đạn hay là phải sẽ chết vì bom đạn hay không. Cái số của anh, cái lông mày của anh nó gọi là lông mày dán, tức là giống như người cầm bút mà vẽ vào, nhưng nó không phải là lông mày, nó mọc từ trong ra, nó không có liền với đầy trán, nó không có liền với khuôn mặt. Cái khuôn mày trán đó, khuôn mày dán đó thì nó đương đầu với nhiều nguy hiểm lắm, trong đó có cả nguy hiểm chết chóc nữa. Nhưng mà nó có một cái may, cái đánh nhau nếu mà nó xảy ra không phải ở thủ đô đó, anh sang bên đó mà anh không ở thủ đô thì nó bớt nguy hiểm đi nhiều. Tức là tướng ở ngoài mặt trận nó bớt nguy hiểm đi nhiều. Nếu mà anh vào cảnh sát đó thì nguy hiểm lắm. Vì những nguy hiểm đó, nó nằm ở thủ đô, nó nằm ở tỉnh lớn. Nhưng mà nó nằm ở một nơi xa xôi thủ đô, nước Mỹ, thì anh có nhiều cơ hội để tránh thoát lắm. Vì cái chán anh nó không phải là chán khói không, mà nó còn sóc lên. Nó trông như là cầm cái tay mình vuốt nó lên trên trời. Cái người như vậy, nếu mà ở ngoài biên ải, thì không bớt nguy hiểm đi được đến 70% rồi. Nếu mà anh cũng làm cái chuyện giữ đó, thay vì ở trong quân đội mà anh ở trong cái ngành cảnh sát mà anh đương đầu với những nguy hiểm ở trong thành phố thì chết dễ dàng lắm. Cho nên nếu mà lời khuyên cho anh ấy, thì nếu mà sau khi ở quân đội xong đừng bao giờ làm cảnh sát, đừng làm những lực lượng mà cầm làm cái nghề gì mà cầm súng ở trong thành phố thì sẽ chết liền. Dạ, cảm ơn anh Tùng. Và bây giờ thì xin mời một chị lên đặt câu hỏi. Dạ. Thưa giáo sư, cháu chỉ muốn hỏi thăm thế này là giáo sư đã có học sinh để giáo sư truyền cái môn sở trường của giáo sư chưa? Và nếu mà có đó thì cái người học sinh đó phải có tướng pháp thế nào để mà được cái phúc mà được học lại cái môn sở trường của giáo sư, như là giáo sư đã được cái may mắn hay là nói là cái duyên để gặp cụ cố Ngô Hùng Diễn để học được cái môn sở trường này? Kiếm được người để mình dạy thì không khó, nhưng vấn đề người ta có thì giờ để mà học không thì là chuyện khó. Vì ở bên Mỹ này, lúc còn trẻ thì lo học, lớn lên lo kiếm ăn, già lo đi coi cháu, chả có lúc nào rảnh rỗi để mà học được. Thành thử ra chúng tôi cũng có đi kiếm nhưng mà kiếm không được, cũng có người đến nhưng mà chúng tôi thấy nó không có những điều kiện để cho họ học được thì chúng tôi không dạy. Thì bây giờ nhờ may mắn là hoàn tất được cuốn sách. Xong rồi nhờ những chương trình như SBTN cho hay là mấy đài phát thanh cho để nói về cách thức quan sát tướng, cách thức lập luận tướng, cách thức rút ra kết luận và cách thức nói cho người ta nghe. Nếu mà đi qua 3-4 bước đó mà có cái căn bản vững chắc thì có thể là tự mình sẽ tìm kiếm cho con đường để mình đi tới. Dạ, dạ. Xin mời chị. Cháu xin có câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ nhất là lúc nãy giáo sư có nói về đi bộ, có nghĩa là cháu không biết là có phải là bộ có nghĩa là nó bao gồm thí dụ coi mắt người đó không thể nào xét đoán được cái tướng mặt của người đó mà phải kèm theo cái gì, thí dụ cái người đó ở đấy khuôn mặt có mắt cái dữ nhưng mà ví dụ họ đi kèm theo giống như giáo sư nói là về trán hoặc là về da mặt hoặc là tai hoặc miệng gì đó thì có giảm bớt được cái tướng xấu của người đó hay không. Cái thứ hai là thí dụ bây giờ câu hỏi thứ hai của cháu là thí dụ bây giờ cháu muốn được học cái nghề tướng pháp đó thì cháu đọc sách
thì không đủ, hay là cháu đọc cháu không hiểu, thì thưa giáo sư có website nào để ví dụ để cháu ví dụ muốn cháu câu hỏi giáo sư cháu được lên website cho tìm hiểu thêm về cái quyển sách tướng pháp của giáo sư, hoặc là có câu hỏi thì được được cái câu trả lời, thì giáo sư có cái website thì xin giáo sư cho được cháu biết để cháu lên đó để cháu tham khảo thêm ngoài cái chương trình ngày hôm nay. Xin hết. Cảm ơn chị. Chúng tôi có một cái trang nhà gọi là tướngpháp.com. Trong đó chúng tôi lốt tất cả quyển sách này lên từng trang một ở trên đó. Nếu quý vị không có quyển sách này, quý vị có thể lên cái trang nhà đó để mà đọc sách. Chúng tôi có cái hoạt động của hội của chúng tôi dùng để giúp đỡ cho người mù và những trẻ con tàn phật, tàn phế hoặc những người đàn bà không gặp may mắn. Thì ở trên đó cũng có chi tiết, quý vị có thể vào xem. Và đồng thời trên đó cũng có trao đổi những cái cách thức học tướng. Quý vị vào đó, quý vị đặt câu hỏi sẽ có người trả lời quý vị. Nhiều khi người trả lời đó chính là tôi hoặc là những người mà họ học trước quý vị. Cho nên cái tướngpháp.com trong đó quý vị tìm thấy tất cả những cái chương trình hoạt động. Chẳng hạn như chúng tôi mổ được gần 1.400 người bị khuyết tật về mắt. Chúng tôi giúp được 97 người để mổ những trường hợp quan trọng mà không có tiền ở bên nhà. Rất nhiều những hoạt động mà cái hội từ thiện đã làm. Tự nhiên bác sĩ bảo vừa mới cho $150 để giúp, mà chúng tôi dùng để giúp cho hướng đạo để lấy tiền hoạt động. Vì đó cũng là một hoạt động tốt, rất là đáng quý. Cho nên vào cái trang nhà tướngpháp.com đó, quý vị sẽ có thể trao đổi ý kiến với chúng tôi hoặc là gọi điện thoại cho chúng tôi, hoặc là theo dõi những chương trình phát thanh, chương trình truyền hình của SBTN. Quý vị cũng học được những cái cách thức cần thiết để mà tự mình tự học lấy cái cách xem tướng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Trần Quang Quyến. Dạ vâng, thưa giáo sư, cái rõ ràng là cái bề ngoài, cái hình tướng bề ngoài, cái tướng pháp nó quan trọng đối với người đàn ông trong cái sự nghiệp của người đàn ông như thế nào? Nhất là những người đàn ông đó là những người dấn thân vào lĩnh vực chính trị, là dấn thân vào những cái lĩnh vực mà có thể nói là muốn mình lãnh đạo một cái đất nước, một cái xã hội. Thưa giáo sư. Điều thứ nhất tôi muốn nói là không phải là chỉ có đàn ông mới làm chuyện lớn, đàn bà làm chuyện lớn. Đàn bà có thể làm chuyện lớn tự mình một mình làm được, nhưng đàn ông làm chuyện lớn tự một mình thì không làm được. Người đàn ông mà không có người đàn bà tốt yểm trợ thì người đàn ông đó không thể thực hiện được những mộng lớn của mình. Cái vai trò người đàn bà đối với người đàn ông nó can hệ lắm. Vì thế tôi nói là người đàn bà có thể tự họ một mình họ có thể làm chuyện lớn được, nhưng người đàn ông không có đàn bà thì không làm chuyện lớn được. Người đàn ông mà không có đàn bà, người đàn ông mà suốt đời không lấy vợ, không có con, người đàn ông mà suốt đời không có vợ, không có con mà làm chuyện lớn là bất hạnh cho dân chúng. Thì người đó là tàn nhẫn vô cùng, keo kiệt vô cùng, bùn xịt vô cùng. Phải có vợ có con, rồi có tan vỡ cũng không sao, nhưng phải có vợ có con thì mới làm chuyện lớn được. Cho nên vai trò người đàn bà rất sức là quan trọng đối với người đàn ông. Xin mời chị Đào. Dạ. Thưa giáo sư, thì chữ tài chữ đức hay đi người ta nói đi đôi với nhau, nhưng mà phúc thai là người nào mà được hai chữ đó đi đôi với nhau. Cháu chỉ muốn hỏi thăm là làm sao nhìn dung mạo một người mình biết người đó có cái chữ đức nó thật là dày trong người đó. Như tôi đã trình bày, cái đức nó là cái sức sống ở trong người, nó là cái mầm sống ở trong người. Nếu một người mà có tâm tốt đó, thì nó sẽ cải thiện cái tướng đi rất nhiều. Nó như cô Thanh Trúc vừa mới nói với tôi là người ta dạy cho người kia cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng. Nhưng mà nó chỉ đánh lừa được trên hình ảnh thôi. Chứ còn trên thực tế, một cái người sửa được tướng đi thì lại quên tướng ngồi. Yeah. Sửa được tướng ngồi thì quên tướng nói. Một lúc con người ta không thể nào tập trung vào tất cả mọi thứ được. Nhưng mà cái gian xảo, cái xấu xa, cái tàn ác, nó biểu lộ bằng nhiều thứ lắm. Nó có cả thanh, cả sắc, cả thần, cả hình, cả thần. Bốn thứ đó nó biểu lộ ra cái con người thật của ông ta. Cho nên không có thể nào luyện được. Nhưng tài tử Sine mà đóng giỏi đến mấy chăng nữa, mình vẫn thấy là tài tử Sine không phải là người thật. Dầu họ có nhập giỏi đến mấy thế nào? Vâng. Dạ, phải không ạ? Nó chỉ là đóng thôi.
Thì thế cái người nghệ sĩ, họ có cái tai đặc biệt lắm. Họ đầu óc họ linh mẫn thì họ có thể bắt chước rất là chính xác. Nhưng mà bắt chước đến cái độ mình vẫn vẫn thấy là cái đó là bắt chước chứ không phải là người thật. Dạ vâng. Chị Đào đó muốn tập trung cái điều mà chị suy nghĩ vào cái gọi là khi mà gặp một người thì làm thế nào để nhận ra được cái đức của người đó, thưa giáo sư? Nhìn cái mắt. Mắt là cửa sổ của tinh thần. Cái mắt, mình nhìn màu mắt, mình nhìn hình hình mắt, mình nhìn ánh mắt, mình nhìn cái chuyển động của con người, mình nhìn cái cách thức họ nhìn, mình nhìn và thấy có chiều sâu hay trong nó lộ ra ngoài, mắt nó chui trong con đầu hay mắt nó, có nhiều cách lắm. Ở trong sách thì chúng tôi có liệt kê tất cả những cách thức cho mình quan sát một người tốt, người xấu. Là vì học tướng, cái công dụng đầu tiên của nó là mình hiểu cái sức chịu đựng của mình, sức chịu đựng của con cái mình, sức chịu đựng của chồng con mình. Mình còn học được một cái nữa là mình hiểu được cái người đó là người gian hay người ngay. Cái quan trọng đầu tiên để mình bảo vệ mình là mình gặp một người lạ, mình biết người đó là người gian hay người không gian. Cái đó là quan trọng nhất. Cho nên đối với chúng tôi thì cái vấn đề mà nhận xét cái người đó gian hay không gian thì trong giây phút là chúng tôi nhận ra liền. Tại vì cái đó đối với người thầy tướng hay là người xem tướng, cái đó là căn bản để cho mình tiên đoán những cái về sau này. Nếu mà cái nền móng mà mình nhận xét không có đúng thì những cái sau nó sẽ sai lầm theo. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Trần Quang Quyến rất nhiều và cũng xin phép quý vị là chúng tôi xin ngưng lại ở đây trong giây lát và sẽ được tiếp tục chương trình. Dạ. À, vâng.